Ngày 2 tháng 3, ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc có văn bản cung cấp thông tin về việc bà Trần Huyền Trang, con gái bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, được bổ nhiệm làm phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Kế hoạch và Đầu tư khi mới 31 tuổi. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng khẳng định việc đề bạt, bổ nhiệm bà Trang là khách quan, minh bạch, không có sức ép, không có áp lực. Quan điểm của ban thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc là mọi cán bộ đều bình đẳng trước các cơ hội phát triển. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho rằng việc bổ nhiệm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu điều kiện về tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý việc bổ nhiệm phó giám đốc là xuất phát từ nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn sở kế hoạch và đầu tư là sở tổng hợp có khối lượng công việc lớn trước khi bổ nhiệm bà trang sở thiếu phó giám đốc sở đã hai lần có văn bản đề nghị tỉnh ủy vĩnh phúc nêu theo báo cáo của tỉnh ủy vĩnh phúc bà trần huyền trang có uy tín cao trong công tác các quy trình lấy phiếu tín nhiệm đều đạt số phiếu tuyệt đối trả lời phóng viên vtc news trước đó ông nguyễn văn độ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định năng lực của bà Trang rất tốt, phù hợp với vị trí được bổ nhiệm. Bà Trang là cán bộ của tôi, tôi đánh giá bà Trang là người có năng lực rất tốt, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định. Về việc bà Trang là một trong những nữ phó giám đốc sở trẻ nhất tỉnh Vĩnh Phúc cũng như cả nước, ông độ bày tỏ, quan điểm của tôi bà Trang không phải là trẻ, hơn 30 tuổi người ta còn làm thủ tướng rồi thì phó giám đốc sở chẳng có gì là trẻ, ngược lại những người già mà không có năng lực thì cũng không được bổ nhiệm. Ngoài trường hợp bà Trang được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc sở khi mới hơn 30 tuổi thì từ sau đại hội đảng bộ tỉnh, tháng tháng 10 năm 2020 đến nay tỉnh Vĩnh Phúc đã bổ nhiệm 7 cán bộ trẻ, dưới 40 tuổi giữ vị trí lãnh đạo sở, ngành.